Sầu riêng đang được cho là át chủ bài của rau quả xuất khẩu, trong đó Trung Quốc là thị trường trọng yếu. Tuy nhiên, bức tranh không chỉ một màu hồng. Theo Bộ Công Thương, dự báo cả năm kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ vượt 7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25% so với năm 2023. Trong đó, sầu riêng có thể đạt kỷ lục 3,5 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là cột mốc mới cho ngành rau quả, trong đó sầu riêng vẫn đóng vai trò chủ lực. Tuy nhiên, sầu riêng Việt Nam không một mình một chợ. Trong vài năm gần đây, nông dân trồng sầu riêng tại một số quốc gia Đông Nam Á bội thu nhờ nhu cầu tăng vọt ở Trung Quốc. Đặc biệt là sầu riêng của hai quốc gia Thái Lan và Malaysia đang được tiêu thụ rất mạnh tại thị trường Trung Quốc.